Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Đã đi đến câu chuyện thứ 142. Câu chuyện lần này đến từ miền Trung qua lá thư của bạn Trí Điền. Hiện tại thì bạn Điền đang sống và làm việc ở thành phố Đà Nẵng. Bạn cũng vừa mới biết kênh của mình gần đây thôi, nhưng mà bạn nói là bạn thích cái giọng kể, cái kiểu kể của Huy. Vì vậy mà bạn quyết định góp một câu chuyện về cho kênh. Đây là một câu chuyện chính bạn đã trải qua. Bạn nói lúc nhỏ thì bạn là một đứa quậy dữ lắm, phá làng phá xóm. Bạn thường theo mấy anh lớn ra ngoài nghĩa địa chơi ma lon nè, hay lên những cái miếu thờ bà thờ ông để mà giái lại rồi xin trái cây để ăn. Thì may phước sau lúc đó bạn không có bị quở hay là bị quật gì hết. Bạn nói cái đó là may lắm. Tới năm bạn học lớp 6 thì bạn cùng với 5 đứa bạn nữa mới rủ nhau đi tắm sông ở cái khu vực gần nhà. Chỗ đó là một cái khu di tích lịch sử về thời chiến tranh của chỗ bạn đang sống. Người chết ở đây năm xưa nhiều lắm. Khu di tích này thì xung quanh có rất nhiều dừa nước, mà nước lại trong xanh mát mẻ nữa. Thì các bạn chơi xong ăn xong mới nhảy ra sông tắm luôn. Tại lúc đó nhỏ không có nghe lời người lớn gì đâu, cứ nói là đi qua nhà thằng này thằng kia chơi, nhưng mà thật ra là hẹn nhau đi tắm sông cho nó mát. Thì lúc đó các bạn cứ nhảy đùng đùng từ trên cái cống ngăn nước của con sông này xuống. Hết đứa này nhảy rồi đứa tới đứa kia nhảy xuống nước, cười khoái chí lắm. Cứ chơi như vậy được khoảng nửa tiếng, thì cho tới cái lúc mà thằng An nó tự nhiên nó nói là sao không thấy thằng Tấn đâu vậy tụi bay. Đó, thì cái lúc đó bạn cũng tưởng là cái thằng này nó giỡn thôi. Tại vì hồi trước giờ cái chuyện đó là thường xuyên. Đi tắm sông, tắm biển thì mấy bạn cũng hay chơi mấy cái trò lặn xuống nước rồi bơi ra chỗ khác cho tụi này đi kiếm, hoặc là bơi ra xa rồi đưa tay kêu cứu vậy đó. Nghĩ lại bây giờ thấy sao mà lúc đó chơi dại thiệt. Lỡ mà có bị chuột rút hay là bị một cái gì đó thì tụi kia nó vẫn nghĩ là giỡn thôi, nó đâu có cứu, thì chắc chết thiệt luôn quá. Còn về cái thằng Tấn á, thì sau đó mấy bạn mới bảo nhau là chắc nó giỡn thôi. Có thể nó trốn đi đâu đó, hoặc là nó bỏ về nhà trước rồi cũng nên. Thì sau đó thì mạnh thằng nào thằng nấy chơi tiếp, cứ nhảy chùm xuống dưới nước. Tới khi về thì cả năm đứa lại thấy thiếu mất thằng Tấn. Chạy lại chỗ xe đạp thì bây giờ mới hết hồn nè. Tại vì dép chiếc xe của nó vẫn còn ở trên bờ. Thằng nào thằng nấy bắt đầu mặt xanh như tàu lá chuối rồi, tức tốc lội xuống thử coi nó còn trốn ở dưới đó không, hay có bắt cá bắt tôm gì dưới sông không. Bởi vì cái tánh thằng này là nó thích mò cua bắt ốc dữ lắm. Đó. Nhưng mà một hồi lâu kêu cũng không thấy nó trả lời. Rồi lại ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà nó để coi thử coi nó có về nhà không. Mẹ nó đang nằm ngủ trưa ở trong nhà, thấy cả đám về mà không thấy con, mới hỏi thằng Tấn đâu rồi. Thì bạn lúc này mới lý nhí nói là dạ thằng Tấn tắm xong với tụi con mà giờ không thấy nữa, nên tụi con mới chạy về nhà coi thử nó có nhà không. Tới đây thì má thằng Tấn biết là có chuyện rồi. Bà nói trời ơi, đứng bóng mà còn đi tắm sông chỗ khu dừa nước, biết bao nhiêu là ma có ở đó. Bà chạy vừa la làng la xóm lên, rồi cả khu xúm lại đi kiếm thằng Tấn. Người trong xóm cũng hay tin nên cũng ào ào ra đi kiếm đó. Người lớn với mấy anh trong xóm thì mò, hoặc là lấy cần câu cá mà đi rà rà chỗ mấy cái hốc cống á, chỗ mà quanh mấy cái chỗ bạn tắm hồi nãy đó. Còn cả đám thì chỉ biết đứng nhìn cầu cho thằng bạn mình thôi, chứ đâu có biết làm gì đâu. Nhưng mà đời mà, điều không mong muốn xảy ra lại là cái điều nó thường xảy ra nhất. Có một ông chú trong xóm, ổng mới mò cái gì trơn trơn ở chỗ gốc dừa nước gần bờ, thì sau đó ổng mới lôi ra rồi ổng xách lên. Thì tới đây là người ta chết trân luôn, là cái xác của thằng Tính đó.
Ở trên bờ thì mấy bạn khóc ré lên rồi. Một phần vì là quá sợ hãi, phần còn lại là thương cho thằng bạn tội nghiệp. Mới vừa nãy thì thôi cả đám còn tí tởn vừa cười giỡn với nhau, rồi bây giờ đây họ bồng nó lên mà môi nó tím tái, làn da nó trắng nhợt nhạt, sao mà quặn lòng gì đâu. Vậy là mất luôn thằng bạn rồi ha. Sau đó thì má thằng Tứng thấy người ta bồng nó lên, bà quỳ cả người luôn, ngất lên ngất xuống. Bà tính chạy lại xem con nhưng mà mọi người ngăn lại, tại vì nó chết nước mà là con nít nữa, sợ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà bạn nói chắc lúc đó là tình thương mẹ dành cho con là lớn lắm rồi, là không có cái gì mà ngăn cản được nữa hết. Bà tung mấy người đàn ông, bà chạy lại, bà ôm con, bà khóc rú lên. Nhưng mà cũng lúc đó thì máu từ mắt mũi miệng của thằng Tứng nó cứ trào ra, giống như là cái kiểu mà nó chết oan rồi nó đang khóc vậy đó. Thì lúc đó mấy bạn cũng chỉ biết khóc thôi. Giá như mà buổi trưa mình không đi tắm xong, giá như mà lúc đó thấy thiếu nó thì cả đám hùa nhau đi kiếm đi, thì đã không có xảy ra cớ sự như vậy rồi. Kể ra lúc đó cũng lạ, nước ở đó chỉ ngang bụng của cả đám thôi, nhưng mà không hiểu sao thằng Tứng nó lại bị đuối nước nó chết. Một cái chết kỳ lạ mà không có lời giải đáp. Lúc mọi người khiêng nó lên thì bạn cũng có để ý là miệng nó toàn là bùn không à, nên bạn cũng nghi ngờ. Tại vì nào giờ trước giờ có những cái chết đã xảy ra, chết đuối đã xảy ra ở cái xã bạn, nhưng mà nó đều giống giống nhau. Như năm ngoái có một anh thanh niên vì lặn xuống lấy kiếm cái kính cho bạn ở cái khu bến đò cách chỗ bạn khoảng 1 cây số, thì cũng chết nước y chang vậy luôn. Người nhà nhận dạng thì đều trào máu ra từ mắt mũi miệng, rồi từ lỗ tai, miệng còn bị trét đầy bùn nữa. Ở cái khu bến đò đó, có dịp bạn sẽ kể một câu chuyện sau, tại vì nghe nói nơi đó bị đồn là có con quỷ ở ngự đó. Đã từng có một nhóm người chạy xuồng qua đó chặt cây, rồi bị lật xuồng, cả nhóm đều chết luôn. Đã, rồi mọi người ôm thằng Tứng với má nó về nhà. Trong xóm ai thấy chuyện của nó cũng vừa tức vừa xót xa. Tức là tức mấy bạn ham chơi, trưa nắng mà còn ra cái chỗ cấm kỵ để tắm. Xót là xót cho má nó. Thằng Tứng là có tiếng học giỏi mà thương mẹ. Kể ra trong nhóm bạn thì nó là cái đứa đáng thương nhất, thiếu tình thương của cha. Cha nó bỏ mẹ con nó khi nó còn nhỏ xíu à. Nghe đâu hàng xóm nói là cha nó đẹp trai, nhưng mà ăn chơi không có nghề ngỗng gì. Có thằng Tứng với mẹ nó năm mẹ nó mới tròn 17 tuổi thôi. Rồi khi có thằng Tứng xong, thấy cái mối bà kia giàu ngon hơn, cứ bỏ mẹ nó đi theo cái bà đó. Nhiều người người ta biết hoàn cảnh của nó hết à. Thấy má nó khóc ngất như vậy, bây giờ không cầm được nước mắt luôn. Sau cái chuyện của thằng Tứng thì tối đó ở nhà cha mẹ của bạn cũng biết tin. Cha bạn đánh bạn quá trời quá đất. Nhưng mà cái lúc đó trong đầu bạn chỉ lanh quanh cái suy nghĩ về thằng bạn của mình thôi. Mặc cho cha có đánh rất mạnh luôn, nhưng mà vẫn không có thấy đau đớn gì, chỉ thấy quặn lòng vì thương thằng bạn của mình. Sau đám tang an táng nó thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Chỉ có bạn là ít nói lầm lì hơn, cũng bớt quậy phá làng sớm hơn. Tuyệt đối không bao giờ dám đi tắm sông hay nhảy cầu nhảy cống gì nữa hết trơn. Rồi cái thời gian thấm thoát nó trôi đi, bạn lên lớp 11. Từ lúc xảy ra chuyện của thằng Tứng thì bạn trầm tĩnh và bớt đi chơi. Quậy phá không có còn quậy phá như hồi đó nữa. Bạn kể vậy nè, cái năm lớp 10 thì bạn đã biết yêu và biết mùa đời rồi. Sau khi lên lớp 11 thì chia tay cái cô người yêu năm lớp 10, quen cô bạn gái mới, cũng học cùng trường luôn. Thì bạn học năm lớp 11 là năm 2012-2013. Thì nhà bạn khá giả, cho nên lúc đó bạn đã có iPhone 4S xài nè. Có cả chiếc xe Black Thái để đi học nữa. Trời, hồi thời đó mà vậy là dữ dằn lắm rồi. Rồi bạn nói là bạn đi học thêm dữ nhiều dữ lắm. Có khi 5 giờ sáng là phải qua nhà thầy học, rồi 6 giờ 30 tọt tới trường. Buổi chiều 5 giờ 15 tan tra thì 5 giờ rưỡi phải có mặt ở lớp khóa.
7:30 học thêm lớp toán, 9 giờ mới về tới nhà. Nhưng mà đâu phải tắm rửa rồi đi ngủ không. Về tắm xong lên bàn học bài tiếp, tới 10-11 giờ mấy thì nằm bấm điện thoại một chút rồi mới đi ngủ. Khối bạn với những cái khóa trước đó thì đều có một cái thời khóa biểu như vậy đó. Tất cả đều muốn sau này đỗ đạt, đỗ đại học để được cha mẹ nở mày nở mặt nên ráng học. Thì thật ra ở cái thời điểm đó là Huy biết là cái lịch học thực sự là như vậy nè. Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện đi đi học thêm nhiều như vậy đâu. Mà hơn là đi xe máy đó, chứ còn mà đi xe đạp hay gì nữa còn quải nữa. Chuyện là có một hôm vậy, là cha mẹ của cái người yêu của bạn đi vắng, mà người yêu ở nhà có mình thôi. Cái ông này mới biết, mới đòi đi qua nhà người yêu chơi. Nhà người yêu nhà 2 tầng, ở trước là cái đường cái, còn ở sau là cái bờ của hàng dừa nước rồi cặp con mé sông. Mà chỗ này cách cái chỗ hồi xưa thằng Tứng nó bị chết nước đâu khoảng 300 thước thôi. Đó, qua nhà nói chuyện yêu đương xong xuôi rồi á, thì tới lúc dắt xe ra về. Mà ngặt sao lúc dắt xe ra về thì mắc vệ sinh quá, cho nên mới chạy đại ra ngoài sông ở phía sau để mà đi. Chưa đi, đang tính giải quyết chuẩn bị làm thôi, thì mới thấy thoáng thoáng có một cái bà già, bà lội nước bẩm bẩm ở dưới sông, có mò cái gì đó mà bạn nhìn không có rõ được. Tại vì lúc đó nó tối mà nó mờ mờ, chỉ thấy được đường nhờ vào cái ánh đèn từ cái nhà sau của người yêu hắt ra thôi. Bà già kia bà đưa lưng về phía bạn, mà cái lúc bà đứng lên bà đi á, thì bạn thấy bà đi cái kiểu quái lạ lắm, rồi còn kéo theo một cái giỏ giống như là đựng tôm cá phía sau, mà đi kiểu như người ta bị thọt phải chống nạn á, có nghĩa là chống một cái rồi mới động mới hết lên một cái đi vậy nè. Bạn cũng kệ, chắc đi một cua một cá thôi, nhưng mà cũng ngại, không lẽ có người đó giờ mình đứng đây mình xè ra thì kỳ. Cái bấm bụng quay trở lại vô nhà người yêu để đi xong thì dắt xe về, chứ tầm đó thì cha mẹ của cổ chắc cũng sắp về tới rồi. Cái mấy ngày sau cũng như thường lệ, bạn có lén cúp học chở người nhiều nhỏ người yêu đi chơi, đi ăn chè, đi dạo phố rồi ra công viên. Lúc đó là khoảng 8 giờ rưỡi. Do gần nhà người yêu có một cái con đường không có đèn, không có nhà dân gì hết, hai bên chỉ toàn là dừa nước thôi. Cái con đường đó gần cái cống mà hồi xưa mấy bạn tắm mà rồi thằng Tứng nó chết đuối đó. Thì có một cái gì, ở chỗ đó có một cái nhà của người dân, xung quanh người ta để mà đốn dừa nước xong rồi người ta cất vô đó. Cái nhà đó cách cái chỗ cái cống hồi xưa thằng Tứng mất là khoảng 100 thước thôi. Buổi sáng thì đông người nhưng mà tối thì vắng lắm, ít người qua lại. Mà càng ít người qua lại thì càng lý tưởng cho các cặp đôi phải không? Bạn với người yêu cũng thường vô đây tâm sự nè. Thì lần đó cũng vậy. Ngồi nói chuyện thì ông này bắt đầu dở quẻ ra hung hít các kiểu. Mà lúc đó lại sao thấy tự nhiên nó lạnh người. Nghĩ trong bụng chắc do trời tối sương xuống nó hơi lạnh thôi. Nhưng mà không. Tiếp theo là nghe tới tiếng cười. Mà cái tiếng cười nó cực kỳ ghê người luôn. Cho tới bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra hơn 10 năm rồi, bạn vẫn nhớ như in cái tiếng cười đó. Và khi ngồi viết ra những cái dòng này, gai ốc của bạn vẫn tự động nổi lên. Bạn kể như vậy đó. Mới đầu nó cười hí hí hí, rồi sau cái nó cười một cách điên dại luôn, mà lặp lại rất là nhiều lần. Bạn nghe trước, rồi tới nhỏ người yêu cũng nghe. Nó quay qua nó hỏi bạn là anh có nghe thấy cái gì không? Hình như ai cười á. Chắc có cha nội nào đi rình tụi mình. Lúc đó bạn biết mình gặp phải cái gì rồi. Tại vì bạn gặp khá là nhiều trường hợp về tâm linh rồi. Mà bạn sẽ tiết lộ ở cuối cái lá thư này sao? Thì bạn mới giả bộ bạn nói là anh đâu có nghe gì đâu, mà bây giờ anh thấy lạnh quá, chắc xương kéo xuống rồi, thôi mình về đi. Bạn mới quay ra dắt xe. Nhưng mà lúc quay lưng ra thì bạn thấy là có một cái bà già, bà kéo theo cái giỏ ở phía đằng sau, ở phía gần cái khu vườn rừng nước, rừng dừa đó. Là lạnh cả người rồi đó. Đêm đó có trăng sáng nha, nên có thể thấy rõ mồn một cái bà già kia. Bà thấp người, nhỏ con,
Nhưng mà chỉ thấy được cái màu đen từ trên đầu xuống chân thôi. Rồi thấy bà kéo theo cái vỏ cá đi lên bờ. Còn ở phía dưới là cái khu dừa nước á. Thì bây giờ mới nhận ra là cái bà này nè, là cái bà mà hồi hôm bữa gặp ở sau nhà của người yêu. Nhớ cái dáng đi của bà, cái dáng đi cà thọt như chống nạn vậy. Nhưng mà lần này nhìn kỹ được rồi thì không phải là chống nạn, mà là bà có một cái giò thôi. À, mới thắc mắc là cái khu này là khu dừa nước, chỉ toàn là dừa nước với bùn thôi, đâu có cái dũng nào đâu mà mò cái gì. Bạn đứng trân người ra một lúc thì bạn mới bắt đầu nghe cái tiếng ai đó gọi tên mình ở ngoài đường. Liếc qua thì bắt đầu thấy, thấy một cái thằng nhỏ nhỏ mặc quần đùi màu vàng, nó ở trần. Nó kêu là: đỉnh lú, chạy nhanh đi mi ơi. Trời ơi, nghe tiếng kêu một cái, không biết bạn nói là bạn không biết cảm giác của bạn lúc đó như thế nào. Là nó là thằng Tứng đó, là cái hình ảnh của nó lúc nhỏ của nhiều năm về trước đó. Vì trong nhóm của bạn hồi năm lớp 5 thì thằng Tứng là cái người đặt cho bạn cái biệt danh đó, và nó cứ gọi bạn như vậy thôi. Sau một lát bạn mới định thần, rồi lại nghe nó kêu nữa. Nó nói: chạy đi, bà già kia là quỷ một giò đó, chạy nhanh không bà bắt hồn mi bi chật. Lúc bạn nhận ra được thì nhìn lại thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà đi gần tới cái bờ dừa nước có cái bà già quỷ một giò luôn rồi. Chắc là bà dẫn dụ đi mà không hay, nhờ thằng Tứng kêu mới tỉnh hồn lại được, chạy ngược lại chỗ người yêu. Thì thấy nó cũng đang đứng trân y rang như bạn, thì bạn mới dắt tay nó chạy ra ngoài đường chỗ để xe. Mà cái lúc bạn dắt tay nó thì nó không có chịu bước đi, mà nó cứ đứng trơ ra đó vậy đó. Bạn mới lại tán cho nó một cái rồi kêu: chạy nhanh đi mẹ ơi, không chết cả đôi bây giờ. Lúc đó quảng quá kêu người yêu là mẹ luôn. Thì bạn không có kể là sau này hai bạn đó có cưới nhau hay không, chứ nếu cưới là thành sự thật luôn rồi đó. Thì sau đó bạn mới bay chân bốn cẳng chạy lên xe, đề ga rồi phi thẳng một mạch về nhà luôn. Bạn có liếc qua cái gương chiếu hậu thì thấy cái bà quỷ đó, bà vẫn đứng ở phía sau một đoạn xa, vẫn đang nhìn theo mà cười, mà vẫn là cái điệu cười hí hí thấy ghê rợn đó. Lúc đó bạn cũng không thấy thằng Tứng đâu nữa. Lúc về tới nhà thì mới hoàn hồn lại được chút xíu, rồi vô nhà người yêu ngồi. Mới nhìn kỹ lại người yêu thì thấy nó cũng tái xanh mặt mày rồi. Nó nói á, nó cũng nhìn thấy cái bà già đó, mà bà có sức khúc gì kỳ lạ lắm, nó di chuyển không có được, muốn chạy cũng không được nữa. Tới khi bạn tát nó một cái nó mới tỉnh lại. Nó cũng thấy bà chỉ có một giò, thì nó nói là ở sau nhà nó có một cái gò nổi nằm ở ngoài xa xa chút xíu, là nơi ngự của cái bà quỷ một giò đó. Tại vì nhà nó trước đây cũng đã từng có một người bị bà hại mạng rồi, nhưng mà nó chỉ nghe kể lại thôi, tại vì từ hồi thời xa xưa thời bà cố. Đó, ngồi một hồi khi hoàn hồn lại thì bạn cũng về nhà mình. Vậy đó mà đêm nó ngủ á, thì chim bao thấy cái bà già đó, bà đứng trước nhà bà nội của bạn và nhìn vô nhà nội bạn. Nhà nội bạn thì ở gần khu dừa nước. Rồi ngày thứ hai cũng cái giấc mơ tương tự, thấy bà già này tiếp. Sau giấc mơ thấy bà già thì bạn chim bao thấy là có một cái bạn nữ cao ráo xinh xắn lắm, từ ở dưới cái đường dừa nước đi lên, rồi dắt tay bạn đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Tới ngày thứ ba thì bạn mơ thấy nhà bạn có quá trời con nít luôn, tụi nó quậy phá rồi cãi nhau ầm ĩ ở trong nhà. Tới đây thì bạn biết mình bị dính cái gì rồi. Tất cả những vong hồn ma quỷ đều tìm tới bạn. Bạn sợ quá mới về nhà nội đi ngủ. Về nhà nội có bàn thờ của ông cố bà cố, rồi tổ tiên trong nhà. Cái lúc ngủ á, trước lúc ngủ bạn có kể cho nội nghe. Nội bạn lúc đó nóng tánh lắm, chửi bạn một trận luôn, kêu là mi hư thân rồi, đi ba cái chỗ không nên đi. Đó, từ lúc ta còn ở nhà cố của mi á, lúc nhỏ đã nghe cố mi kể chuyện cái con quỷ kia rồi. Xưa giờ con quỷ một giò đó nó ngự ở đó lâu lắm rồi, chưa có thần thánh nào trị được hết.
Khi không mi lại ra đó mần cái gì. À, bà nội chửi xong mới lên màn thờ thắp hương, khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho thằng cháu đích tôn. Sau khi khấn xong thì nội có kêu là tối ngủ mơ nữa thì thôi, ngày mai lên chùa cô Hai đi, gõ chuông cho Phật tử, rồi trên đó vài bữa đi. Vậy đó mà tối đó bà ngủ, bạn không có những mơ mà còn mơ một cái giấc mơ rất là kinh dị luôn. Là bạn mơ thấy bạn đứng ở trong nhà nội ha, nhìn ra ngoài đường. Ở ngoài có cái bạn nữ xinh đẹp dắt bạn đi chơi. Nhưng mà cái bạn nữ đó như người khổng lồ vậy. Rồi những đứa trẻ nó ở trên ngọn dừa nước, đứa thì truyền cành này qua cành khác như con khỉ. Rồi đứa thì đứng nhìn bạn với ánh mắt hằn học. Sau đó bạn nhìn lại thì thấy cái bà quỷ một giò, bà đứng trong nhà từ bao giờ rồi. Bà đứng đó bà nhìn bạn. Bạn mới hét lên. Rồi không biết ở đâu nha, tự nhiên bạn thấy được cái chai dầu Phật lên trên bàn thờ. Bạn lấy chai dầu đó bạn vẫy vô người bà. Bà ré lên rồi bà bỏ chạy ra ngoài. Bạn cứ dí theo bà rồi vẫy dầu vô bà, cho tới khi bà chui xuống một cái hang sâu ở dưới bờ sông. Thì tới cái lúc bạn tỉnh dậy thì trời sáng rồi, mới kể cho nội nghe về giấc mơ đó. Rồi mới gọi về cho cha mẹ bạn, kêu là chở nó lên chùa cho nó chơi với cô Hai đi. Nó đội lên đó chơi cho thư giãn đầu óc, chứ bị bắt cháu tao học nhiều quá nó than nó đau đầu. Nghe vậy bạn mới thấy là nội thương thằng cháu đích tôn như thế nào. Sợ nó bị cha đánh vì cái tội yêu sớm, cho nên mới bao che. Cô Hai trên chùa là cô ruột của bạn. Cô đi tu từ cái lúc bạn còn bé xíu à. Bạn hay gọi là cô Hai, nhưng mà cô bắt cứ phải gọi là sư cô. Nhưng mà bạn không chịu, cứ riết rồi cô Hai, riết rồi cũng thôi kệ luôn. Rồi sau đó bạn lên chùa, ăn chay rồi gõ chuông vào mỗi buổi tối, cho các sư cô rồi chư Phật tử niệm kinh. Được khoảng 3 ngày sau thì bạn xin cô Hai về đến lo học tiếp. Thì từ đó buổi tối bạn không còn mơ mộng những thứ quái dị đó nữa, và cũng không thấy bà già quỷ một giò đó nữa. Đó là cái câu chuyện mà bạn kể về một cái đứa bạn mà bạn bị mất đi, để lại một cái niềm ám ảnh rất là sâu sắc trong bạn cho tới bây giờ. Thì bạn cũng có nói thêm là nhà bạn làm đồ mã cho người âm, cho nên là từ nhỏ tới lớn bạn gặp trải qua rất nhiều những cái chuyện tâm linh. Có những lần suýt chết hụt chỉ bị người âm hại. Nếu mà có dịp bạn sẽ viết thêm một lá thơ khác để kể lại những cái câu chuyện đó, hoặc là kể thêm những cái câu chuyện mà chính nội đã kể cho bạn nghe ha. Rất cảm ơn bạn Trí Điền đã gửi thơ, gửi một câu chuyện hay về cho kênh chúng ta. Còn bây giờ thì xin phép đóng video câu chuyện của ngày hôm nay lại ở đây. Mong rằng quý bà con nếu như yêu mến những câu chuyện của kênh, đừng quên bấm một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Kênh đang hướng tới mốc 100.000 khán giả đăng ký. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.